Đây, cái bo mạch CE 8676 ha. Đây. Thì cái bo mạch này mình đang gắn tới hai cái lớp nhớ theo nhạc luôn. Ok. Đây. Gắn thiệt ha, gắn thiệt chứ không phải gắn ảo đâu. Hai hai ngõ gắn led nháy theo nhạc luôn. Coi chưa? Đây, đây led nháy theo nhạc 12V này ha. Em xoay vô này ha, đẹp không? Ừ, đẹp không? Hấp dẫn không? Ha. Ừ, hai led luôn. Thì đây nếu mình cho loa thì mình cho hai led. Cho loa đơn thì cho một led thôi. Ừ. Ha, đỡ hai cái nó pha nhau hơi bị hấp dẫn luôn ha. Nè. Pha nhau theo hấp dẫn không? Nè, quay cận cận kỹ cận cảnh à. Hơi bị hấp dẫn luôn ha. Nè.